College ở Canada Seoul College được thành lập năm 1965, tọa lạc tại thành phố Sôn San, Marie, tỉnh bang Ontario, Canada. Năm 1967, chính phủ Ontario thành lập một hệ thống các trường cao đẳng nghệ thuật và ứng dụng công nghệ, thường được gọi là trường cao đẳng cộng đồng và Seoul College trở thành một campus mới của hệ thống và nhanh chóng tách ra hoạt động độc lập cho đến nay. Seoul College có ba campus tại Sôn San, Marie, Main Campus, Toronto và Brampton, Sôn San, Marie, campus chính với chính sách định cư ANIP, phù hợp với sinh viên có ý định ở lại Canada lâu dài. Toronto Campus Campus nằm trên phố Dunder Street West, Toronto, khá gần trung tâm và thuận lợi cho các bạn học sinh thích khu vực downtown Brampton Campus, nằm gần sân bay quốc tế Pearson. Brampton Campus cũng rất thuận tiện cho các bạn học sinh thích sống tại các thành phố lớn lý do chọn học tại Seoul College đứng đầu on về độ hài lòng của sinh viên. Có khóa thực tập liên kết với Microsoft ngành Business IT dành cho sinh viên thuộc top 50% của lớp cung cấp đầy đủ các chương trình chứng chỉ, bằng cấp và chứng chỉ chỉ sau đại học cơ hội được trải nghiệm làm việc tại Canada, sinh viên chính quy được quyền làm việc trong và ngoài nhà trường lên đến 20 giờ tuần. Sinh viên đã tốt nghiệp cao đẳng Sôn có thể nộp đơn đăng ký làm việc toàn thời gian tại Canada trong vòng 3 năm tiếp theo. Nền giáo dục chất lượng cao cùng cơ sở vật chất hiện đại học phí hợp lý cùng với chi phí sinh hoạt thấp chương trình học xôn college cung cấp đào tạo với 3 chương trình chính, chương trình cao đẳng các ngành, hàng không kinh doanh dịch vụ công cộng nghệ thuật ẩm thực kỹ thuật công nghệ nghệ thuật và khoa học khoa học sức khỏe công nghệ thông tin luật truyền thông và thiết kế giao thông và môi trường chương trình sau đại học các ngành quan hệ công chúng và tổ chức sự kiện quản lý kinh doanh hệ thống thông tin tài nguyên môi trường chương trình tiếng anh học thuật eap